vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có bố chú vịt cùng nhau quay về. Bốn chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có ba chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Hai chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Bạn đã nghe về con nhện chưa? Nhìn in si quyên si đi lên trên cài voi nửa, và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời thời tang hong khô mọi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyên si đi lên trên cài voi nửa, và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thời tang hong khô mọi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyên si đi lên trên cài voi nửa, và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thoi sang hong khô mọi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Tất cả mọi xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả mọi xe buýt quay tròn đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù, xoay vu vu xoay vu vu. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát chát chát, chuyên chuyên cho. Người trên xe buýt thì chát 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 đi về thành phố. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi trên xe buýt kêu bíp 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 đi về thành phố. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa oa oa, oa oa oa, oa oa oa. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa 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 đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì, những ba mẹ trên xe buýt thì đi về thành phố. Cả mình xe buýt quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả mình xe buýt quay tròn đi về thành phố.
thật đáng thương. Hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Halloween không? Hãy để tôi giải thích cho bạn trong một bài hát. Đó là ngày Halloween, điều đó có nghĩa là chi? Người ta nói lừa hay lọc, một số ở nhà và ăn. Cho đó là một câu chuyện gửi lời chúc trên email. Nhưng sự thật là gì khác? Là ngày của các thầy ma. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Bạn không tin tôi ư? Hãy nghe này. Vài người lớn và trẻ em nhận bài học từ mẹ của họ trong cách gõ cánh cửa to và nhiều hơn nữa. Họ không biết những khung dệt
khách ăn mặc và trang phục đang bị lừa ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi cái chết. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, ù thì họ thích bơi. Các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì xảy ra, chờ đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều này. Có những người họ là ai đã sử dụng Halloween, không chỉ do mình bạn đâu mà cả bố và mẹ bạn. Câu chuyện có cùng âm thanh khiến cho bạn sợ rung lên, hát những bài hát đáng sợ chỉ cần thế này. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, ù thì họ thích bơi. Các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Đó là Halloween cho bạn. Bạn hiểu rồi chứ? Có 10 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Có trên bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có 8 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy. Có 7 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu. Có 6 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Có 5 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có 4 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có 3 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có 2 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một. Có 1 bàn trên giường và bàn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma cà rồng thì đang bay, và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween,
Hello là Halloween. Hello là Halloween. Hello là Halloween. Tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy mà. Ôi không, tôi thấy mà. Chạy, tôi thấy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy thầy mà. Ôi không, tôi thấy thầy mà. Coi chừng, tôi thấy thầy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy ma cà rồng. Ôi không, tôi thấy ma cà rồng. Cứu tôi với, tôi thấy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy phù thủy. Ôi không, tôi thấy phù thủy. Cứu tôi thấy phù thủy. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy bộ xương. Ôi không, tôi thấy bộ xương. Trốn đôi, tôi thấy bộ xương. Đó là Halloween. Và đó là đèn bí ngô. Bạn có nhận ra anh ấy không? So với một đêm không trăng chút ánh sáng tỏa bóng khu rừng kia, họ đuôi lũ rơi bay đi thật xa, bay thật là nhanh. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này, hãy thử lại lần nữa. Bạn có thể nhận ra đèn bí ngô ngay bây giờ không? Bay lên trên ngôi nhà mà bạn thấy bí ngô tất cả hình dáng, có mắt và miệng trong sổ của họ, trông chung như có sự sống. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Thật sự không dễ dàng để nhận ra đèn bí ngô phải không? Hãy cho chúng thử nhiều hơn. Ở đó có đủ bông ma và quỷ, chúng nó nhăn và nhó. Trong số của họ luôn có nụ cười chuột, ánh sáng lẻ loi. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Bạn đã nhận ra đèn bí ngô chưa? Hay ông ấy nhận ra bạn trước? Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Các cánh của con cà và
vây của con rồi săn nó, tìm nó, kìm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con cụ một ít con xa rồng, bầy nó, đùn nó, người nó, liềm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Sấp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các chương bay của con chuột vào màu của đêm, săn nó, tìm nó, kìm nó, lấy nó, thay nó. Các răng của bụng tôi trước thì bị nó cắn, quay nó, đùn nó, người nó, liềm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, trơn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, trơn lên nào. Sức của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng, nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng, săn nó, tìm nó, kìm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và khuấy nó bằng thìa, khuấy nó, đùn nó, ngửi nó, liềm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, trơn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, trơn lên nào. Giúp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nắp, ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống. Thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đem với túi to và cái nắp, ông ấy đưa cái tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó. Rồi viết lên Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy chú con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao cô thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô.
Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò.